chào các bạn, hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn may một cái đầm có bên đầm suông nha các bạn. Đây bây giờ mình cắt trên cái tờ giấy cho các bạn sẵn nè, đây mình cắt sẵn, mình cắt mình vẽ là giống như cái áo sơ mi và chiều dài thì dài đầm của bạn bao nhiêu thì bạn kéo chiều dài đầm nha, dài đầm này nó là 90. Rồi mình sẽ cắt y như chiếc áo sơ mi mà mình đã dạy cái áo sơ mi công thức căn bản á các bạn. Và đây là cái đầm, nó là cái đầm cổ tròn mà có cái hình thoi trước cổ nha các bạn. Bây giờ mình chỉ cần ra cổ từ đây với đây, mình ra cổ 2 phân. Các bạn nhìn thấy không? Đây là cái vai của mình nè, cái đường vai nè, hạ vai nè. Thì mình sẽ vô cổ 2 phân và mình sẽ vẽ cái vòng cổ tròn xuống một phân thôi, đó là cổ sau. Đó là cổ sau. Còn thì vai cổ mình thì vai mình chia đôi. Xong rồi mình xuống đây mình chia đôi xong rồi mình lấy từ vai xuống đây mình vô 2 phân rưỡi, mình sẽ lấy được cái vòng nách. Bên thì các bạn bên thân sau thì các bạn bên thân sau thì các bạn vô 10 phân. Rồi các bạn gạch eo các bạn chia tư, tức ví dụ như eo của các bạn là 72 đi thì 18 đi thì các bạn chia và các bạn bỏ cái bên này ra. Các bạn bỏ cái khoảng bên này ra, các bạn lấy từ đây qua đây 18 phân là được cái eo. Và đặc biệt từ cái eo nè, các bạn thấy từ điểm eo này xuống đây nè, 8 phân nè. 8 phân nè, mình chấm chấm 8 phân nè. Đó là nay bụng nha. Cắt cái đầm mình không cần mông mà mình cần cái nay bụng, cái bụng chỗ cái bụng mà bự nhất của mình á. Thì các bạn chia tư, ví dụ như bụng của cái này là 80 đi thì mình bỏ cái khoảng bên này ra luôn nha. Mình kéo ví dụ như 9 phân mình kéo đây. Đó, à cái này cái bụng này tới 22 mình cho là 88 luôn cho nó rộng ra. Thì mình chỉ cần lấy cái nay bụng thôi, không cần lấy cái mông. Mình đá dài nó thẳng xuống, mình đá dài thẳng xuống cái đầm luôn nha các bạn. Đó, đó là cái thân đầm mình đá dài. Thí dụ các bạn muốn rộng ra thì rộng, chủ yếu là mình lấy mông chi tư, bụng chi tư. Nhưng mà nếu mà bụng bự thì mình lấy bụng. Còn nếu mà ai mà eo nhỏ thon, bụng nhỏ thon thì bắt buộc mình phải lấy cái mông mình chi tư. Nhưng mình mà bây giờ khách hàng của mình thường cái nay bụng nó to hơn không à. Rồi xong đây là thân sau. Xong các bạn lấy cái giấy thân trước nè, các bạn đặt y chang vậy luôn, y chang thân trước luôn, các bạn thấy không, bằng chang luôn, thân trước thân sau nó bằng chang. Nó chỉ khác là ngay đây, thay vì cái cổ này là chồm vai 4 phân thì cái cổ này nó không chồm vai nè. Các bạn thấy mình gạch nó không chồm vai. Đây mình bỏ ra, mình bỏ ra, mình không chồm vai nè các bạn. Bỏ 4 phân xuống và mình vẽ đường vai và mình cũng ra cổ 2 phân, mình xuống 8 phân thôi các bạn. 8 phân, mình móc 8 phân. Xong cái độ sâu này nè, thường các bạn lấy cái thước dây á, các bạn đo xéo. Nếu các bạn muốn sâu á là nó khoảng 18 phân mà các bạn muốn vừa thôi là nó 16 phân. Mình đo xéo gì để mình làm cái độ sâu á, cái cổ mình đừng thích sâu thì mình kéo dài thêm. Rồi mình khoét một cái hình thoi. Đây là cổ tròn hình thoi. Đó, cổ tròn hình thoi nha các bạn. Mai lên bận rất dễ thương. Chủ yếu là cái trên hút trên. Rồi bạn lấy cái bên ngực của cái áo á, từ trên này bạn đo xuống, tất nhiên từ trên vai bạn đo xuống, nó là hạ xuống là 24 thì các bạn hãy lấy bên. Bên thì nhớ là đánh bầu như thế này nó mới đẹp nha các bạn. Và các bạn đánh chia đôi cái vòng nách này ra. Các bạn sẽ lấy phân nửa để các bạn làm cái cúp ngực nè, bên cúp ngực nè các bạn thấy không? Đó. Thì khi mà mình may cái đầm nó có cái cúp ngực và bên như vậy nè, cái dáng đầm nó rất là đẹp nha các bạn. Đó. Và mình may theo khi mà nó ôm dáng nó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cắt trên vải nha các bạn. Sau khi mình cắt trên vải thì mình sẽ pha keo cổ. Thân sau thì mình 2 miếng, miếng lớn và miếng nhỏ. Thân trước cũng vậy, 2 miếng, miếng lớn, miếng nhỏ.
miếng nhỏ thì mình ủi ở thân trước nè các bạn, mình ủi sẵn ở thân trước. Còn miếng lớn thì mình ủi trên cái vải. Và cổ sau cũng vậy luôn, cổ sau cổ trước mình pha sẵn hết. Và bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách may. Trước tiên các bạn ráp vai sườn vô và các bạn nhấn bên. Các bạn nhấn bên thì các bạn ủi cái bên này nè, nó ngược lên á, nên cái ngực áo nó rất là đẹp. Rồi xong rồi các bạn đặt, mình sẽ chỉ các bạn may cái bà cổ này. Các bạn may cổ bà thân sau trước. Các bạn may theo đường chân vịt. Mình có vẽ sẵn đó. Đây là bà cổ tròn đồ các bạn may cũng anh dày nha. Rồi xong các bạn may cổ thân trước. Đây. Khi mà tới cái góc nhọn này đó, các bạn muốn cho cái cổ nó không bị dẫn ra. Thường mình mang mấy cái cổ này nhọn hay không có ôm vô cổ mình dẫn á, thì các bạn kéo lớp trên nó nhiều hơn, kéo lớp trên nó căng ra một chút. Và tới cái góc nhọn này các bạn sẽ bỏ chỉ. Các bạn dỡ cái chân vịt này lên và các bạn nhét cọng chỉ nè vô. Xong các bạn để mũi kim xuống, các bạn xây cái mũi nhọn này cho nó qua đây và các bạn kéo cọng chỉ qua đây. Đó. Rồi, các bạn sẽ đạp. Tới mỗi một góc nhọn các bạn lại mối cho chắc nha các bạn. Cho nó đúng góc và chắc. Đó, mình lại mối từ cái góc này cho nó chắc. Hình thoi nhọn nè các bạn. Cổ trên tròn mà nó có, thay vì mình làm giọt nước thì mình làm hình thoi. Rồi xong rồi tới ngay cái mũi nhọn này nữa nè các bạn. Các bạn lại bỏ chỉ một lần nữa tại vì hai góc nhọn. Và nhớ nha, kéo cái mũi, cái bạ cổ trên á, ngay cái mũi nhọn này nè, cho nó căng ra một tí. Vậy thì khi mà bạ cổ này bẻ vào á, thì nó sẽ không bị dẫn cái cổ của các bạn nha. Nè các bạn hơi giật hơi nè, mình thấy cái tay mình không giật hơi gì nè, thì cái cổ các bạn nó sẽ không bị dẫn. Mình may hai cái bạ cổ nó rời nhau, chưa có ráp vai nha. Mình chỉ các bạn là nó chưa ráp vai nhưng mà may bạ cổ trước. Xong rồi cái đường tròn này các bạn sẽ bấm. Các bạn lấy kéo bấm đều hết. Bấm đều dài qua 5 phân hoặc 5 ly. Cái cổ tròn là các bạn phải bấm để bẻ vào nó mới tròn. Và cái góc nhọn thì các bạn bấm đúng các góc nhọn nè, thấy không? Đây, mình bấm cho các bạn xem. Xong rồi các bạn đạp đường dằn qua bên bạ cổ, mình gọi là miếng bạ cổ nha. Đó. Cái này là bạ thân sau đó các bạn. Rồi xong tới thân trước mình cũng đạp. Mình đạp thì khi mà nó tới cái góc nhọn này mình đạp hết cái mình khả năng mình đạp thôi thì mình ngưng lại, mình lại mối. Và mình cắt chỉ. Và mình tiếp qua bên cái góc nhọn này nè các bạn. Các bạn cứ đạp trên bạ, nhưng mà chỗ nào đạp được thì cứ đạp. Đó, đạp trên bạ cổ. Tới cái góc nhọn này thì các bạn xây mũi kim, dở chân vịt lên xây mũi kim qua. Đó, các bạn đạp. Xong rồi các bạn đạp hết được thì các bạn lại cắt chỉ ra.
bên đây cũng vậy, các bạn đạp xuống nữa. Cái này là cổ trước. Nó lại dục chỉ rồi, mình phải xô kim đây. Bữa nay mình dạy buổi chiều nên trời hơi tối, mắt nó hơi yếu nha các bạn. Mình năm nay 40 mấy tuổi rồi nên mình mắt mình cũng đã yếu rồi. Mình mai từ năm 17 tuổi nha các bạn. Bây giờ mình đã 40 mấy rồi nên là cứ rồi xong rồi các bạn. Đây mình sẽ rút cái chỉ, bỏ chỉ ra thì mình sẽ được cái góc nhọn liền nè, các bạn thấy không, mình sẽ được cái góc nhọn liền luôn nè. Đó, xong rồi các bạn mới ráp vai vào. Mình chỉ các bạn là bạ cổ là mình may bạ trước trước, bạ sau sau, rồi xong mình mới ráp cái vai vào nè. Có cái cách là mình sẽ pha bạ xong rồi mình ghép cái bạ theo bạ rồi vai mình ghép vai trước rồi mình mới mai tròn. Nhưng mà mình mai như vậy á, ví dụ như cổ bạn có bị rộng quá thì các bạn chỉ cần lên cái vai là các bạn được. Đây, khi mà mai xong thì các bạn sẽ rẽ ra như thế này nè, các bạn úp vào như nè, đó thì cái cổ của bạn nó thẳng và nó đẹp lắm nè. Đó, cái cổ nghe vai của bạn nó thẳng và nó rất là đẹp. Bạ thân trước như vậy nó dễ lắm đó các bạn. Mình ráp thân trước, thân sau, mỗi cái bạ rời nhau vậy đó. Rồi bây giờ mình ráp tới thân bên này. Xong rồi mình được cái cổ thì mình sẽ bẻ trẻ nó, tẻ nó ra nè các bạn, rẻ nó ra đó, bẻ nó và các bạn đặt 5 ly đều hết nha, nguyên vòng cổ nha. Mình đạp 5 ly đều như vậy nè. Bây giờ mình giặt máy giặt nên mình sợ cổ nó bung á, mình vắt tay á, mình vắt cái tay nó cũng bung cái cổ nữa, thà là mình đạp dằn 5 ly đều cái cổ áo luôn đó. Mình dằn đều 5 ly hết tới cái nhọn này, mình giữ cái dây nè, bạn thấy không, dây chỉ là mình kéo ra thì cái cổ nó dễ hơn. Mình cầm cái dây chỉ nè, lúc mà mình bỏ chỉ mình khoan rút sợi chỉ ra. Tới từng góc các bạn xây mũi kim nha, dở chân dịch lên rồi xây mũi kim theo cái góc nó tới góc nhọn này thì dở mũi kim, dở cái chân dịch lên xây nó theo cái góc nhọn để cái cổ mình nó bỏ góc cho nó đẹp. Đó là xong cái cổ, mình chỉ các bạn xong cái cổ nẹp. Cái này thì các bạn áp dụng cho tất cả các áo nẹp, cổ vuông, cổ tròn đồ. Còn này, cái cổ này là tròn mà nó có cái hình thoi ở trước rồi, rất là dễ thương luôn các bạn. Mình thì mình tự chế kiểu ra, nó rất là nhiều kiểu. Tiệm mình thì rất là nhiều kiểu đa dạng luôn các bạn. Tại vì ngày xưa mình học ở trên Sài Gòn đó các bạn, học máy này trên Sài Gòn. Đó các bạn thấy không, rất là đẹp.